Nếu như bạn đang cầm trên tay một chiếc iPhone như thế này mà bạn chưa biết tới những mẹo này, vậy thì bạn chưa thực sự hiểu gì về iPhone rồi. Ngồi xuống đây, tôi chỉ cho Mọc hỏi nè. Và đây là Top Zone, tụi mình chuyên review được Apple. Cái ứng dụng đo lường đồ vật này mình cá là các bạn chả bao giờ dùng tới nhiều quá đúng không? Vậy là bạn chưa biết rồi, nó không chỉ đo được đồ vật như thế này mà còn có thể đo cả chiều cao nữa đó nha. Chỉ cần bạn đứng sao cho thấy camera từ đầu tới chân là có thể đo được rồi đó. Tiếp theo, nếu như bạn cảm thấy mỗi lần tính toán phải bật ứng dụng máy tính của iPhone lên thật là rườm rà thì đây là mẹo dành cho bạn. Bạn kéo thanh tìm kiếm trên đây xuống và sau đó gõ vào đây phép tính mà bạn muốn tính và kết quả nó sẽ hiện ra ngay dưới phép tính của bạn luôn. Từ nay chắc chắn bạn sẽ không cần xài tới cái app kia nữa đâu. Bạn có hay khó chịu khi mà muốn phóng to bản đồ là phải dùng cả hai ngón tay hay không? Và bây giờ bạn chỉ cần dùng một ngón tay như thế này thôi, chạm hai lần và kéo nó lên xong rồi thu nó lại. Mẹo này sẽ giúp bạn dễ dàng thao tác và dễ dàng xem bản đồ hơn khi mà ra ngoài đường. Mẹo tiếp theo là dành cho các bạn có những bí mật thầm kín không muốn ai biết. Vào chỗ photo và bật mục sử dụng mật mã cho các album bị ẩn và đã xóa gần đây. Rồi vậy là từ bây giờ bạn có thể yên tâm cho mượn điện thoại mà không sợ bị lộ những hình ảnh riêng tư rồi nhé. Tính năng tiếp theo giúp bạn có thể bảo vệ tài khoản Apple của bạn khỏi việc bị đăng xuất hay là bị đem đi sử dụng cho những mục đích không đúng đắn. Đầu tiên các bạn vào cài đặt, sau đó vào thời gian sử dụng, vào mục bật giới hạn, sau đó vào chỗ sử dụng mật mã thời gian sử dụng, chọn một cái pass mà bạn muốn. Lưu ý là cái pass này nên khác với mật mã của iPhone thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều nha. Sau đó vào chỗ thay đổi tài khoản và chọn không cho phép, rồi vào chỗ thay đổi mật mã tắt đi luôn nha. Rồi bây giờ không ai có thể vào đây được trừ khi bạn tắt những cái cài đặt này đi mà thôi. Một mẹo nữa cực kỳ hữu ích giúp các bạn không cần phải bật màn hình mà vẫn có thể bật đèn xanh. À nhầm, đèn pin. Các bạn vào phần cài đặt, vô mục trợ năng, kéo xuống dưới và vào chỗ chạm vào mặt sau lên. Rồi vào chỗ chạm 2 lần, tùy chọn cái mà bạn muốn. Sau đó vào chỗ chạm 3 lần, chọn cái mà bạn muốn chọn tiếp. Ở đây thì mình chọn là camera. Rồi các bạn chỉ cần chạm 3 lần vào mặt lưng như thế này thôi thì camera sẽ hiện lên ngay lập tức. Nếu như các bạn có quá nhiều tabs ở trên Safari như thế này và mất rất nhiều thời gian để tìm lại cái tab mà bạn đang cần tìm thì tips này là dành cho bạn. Bạn chỉ cần nhấn giữ vào tab quan trọng đó, sau đó bấm vào game. Rồi bây giờ thì nó đã nằm sẵn ở trên đây để mà mỗi lần bạn vào, bạn sẽ không phải đi tìm kiếm nó nữa. Thêm một điều khá thú vị mà mình nghĩ là khá nhiều bạn không biết về điều này. Mỗi lần bấm tìm kiếm một trang web nào đó, bạn chỉ cần nhấn giữ vào dấu chấm thì nó sẽ hiện ra các lựa chọn cho bạn như thế này đây. Không cần phải bấm từng chữ nữa. Khi mà mình biết tới cái mẹo này thì mình cũng khá là bất ngờ. Phải công nhận là Apple đúng là ông hoàng tinh tế. Tiếp theo, nếu như bạn là một người thường xuyên sử dụng email hoặc là hay điền email để làm gì đó thì bạn hãy custom cho mình một cái văn bản thay thế như thế này để mà có thể tiết kiệm thời gian của mình nhiều hơn. Các bạn vào cài đặt chung, vào chỗ bàn phím, chọn thay thế văn bản rồi điền nội dung mà bạn muốn điền vào. Ví dụ như tên email của mình là như thế này. Mình chỉ cần tạo một phím tắt tên là A+A+ như thế này là được. Và sau đó khi mà cần điền email thì các bạn chỉ cần bấm hai chữ A+ là xong. Cuối cùng, để tìm một hình ảnh mà bạn nhận được từ một chiếc iPhone nào đó khác thì bạn chỉ cần vào mục tìm kiếm và sau đó nhập chiếc iPhone đã gửi hình ảnh cho bạn cộng với từ khóa cần tìm. Ví dụ như mình chọn iPhone 11 Pro Max cộng Vũng Tàu thì hình sẽ hiện ra ngay lập tức mà các bạn sẽ không phải đi tìm từng tấm ở trong một album nữa. Rồi và đó là tất cả những cách giúp cho các bạn có thể sử dụng chiếc iPhone của mình một cách mượt mà và trơn tru hơn rất là nhiều. Nếu như các bạn thấy video này hay thì hãy để lại một like, share và subscribe cho kênh của Top Zone nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.